Trước hết, thay mặt những người thực hiện Top 5 Lợi Kỳ, tớ, Cung Song Tử, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn, những người đã đồng hành và ủng hộ channel trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn vì 50.000 subscribers. Đây thực sự là động lực rất lớn cho các thành viên trong team Top 5. Hy vọng trong thời gian tới, những video của nhóm sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn không chỉ thật nhiều tiếng cười mà còn cả dấu kiến thức bổ ích. Chào mừng các bạn đã đến với phần 2 của series Top 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chưa có lời giải. Nếu bạn nào còn chưa được xem phần 1 thì có thể bấm vào đây để xem. Còn bây giờ, hãy cùng Top 5 Lợi Kỳ đến ngay với Top 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chưa có lời giải, phần 2. Biển tự tách đôi ở Hàn Quốc. Tại vùng biển đảo Jindo và Modo của Hàn Quốc, hàng năm vẫn xảy ra hiện tượng kỳ thú tưởng như chỉ có trong huyền thoại. Đó là hiện tượng vùng biển đột ngột bị chia đôi. Hiện tượng này diễn ra vào tháng 5 hàng năm trong vài ngày, cùng giờ từ 5:30 đến 7 giờ tối. Vùng biển từ từ tách đôi để lộ ra con đường dài 2,8 km, rộng khoảng 40 m, nối liền hai đảo Jindo và Modo. Điều kỳ diệu là hàng vạn người có thể đi lại trên con đường đó mà không hề sợ bất trắc nào. Hàng năm, có cả triệu du khách đổ về vùng biển này để chứng kiến hiện tượng siêu nhiên biển tách đôi. Năm 1975, hiện tượng này mới được thế giới biết đến nhờ một vị đại sứ Pháp Pierre Randy viết trên một tờ báo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào giải thích thỏa đáng về hiện tượng này. Người dân ở đây lý giải hiện tượng kỳ lạ này bằng truyền thuyết. Ở làng Huê Đông có một con hổ lớn đã từng ăn thịt nhiều người đi qua khu vực đó. Mulberry, một bà lão sống một mình trên đảo Modo hư quạnh. Người con gái tuy thương mẹ già nhưng không có cách nào trở về nhà thăm mẹ. Bà mẹ càng ngày càng héo hon gầy mòn vì nhớ con gái. Một đêm, bà mới thấy vị thần xuất hiện nói với bà rằng ngày mai sẽ thiết lập một cầu vồng trên biển để con gái có thể trở về với bà. Thật không ngờ, được kỳ diệu đã xuất hiện, vùng biển tự tách làm đôi trong vài giờ, đủ để có con gái của bà trở về thăm mẹ. Sau khi bà lão Mulberry mất đi, người con gái vì nhớ thương mẹ mà hàng năm vẫn về thăm viếng ngôi nhà của mẹ mình, và từ đó con đường huyền diệu vẫn còn ẩn hiện cho tới tận ngày nay. Sóng độc. Sóng độc hay còn gọi là sóng sát thủ, tiếng Anh rough wave, freak wave hoặc monster wave, là một loại sóng xuất hiện bất ngờ và đơn độc trên biển với kích thước khổng lồ, chiều cao có thể lên đến 20-30 m. Với chiều cao này, sóng độc trở thành mối hiểm họa không thể lường trước, ngay cả với những tàu biển có trọng tải lớn. Cần phải phân biệt sóng độc với sóng thần, loại sóng sinh ra từ địa chấn và chỉ xuất hiện ở những vùng nước nông gần bờ. Đã có một thời gian dài người ta không tin vào sóng độc, cho rằng đó là điều ảo tưởng, vì sự xuất hiện của sóng độc không nằm trong bất kỳ một quy luật sóng biển nào, đồng thời cũng không đủ chứng cứ chứng minh cho sự tồn tại của nó. Thế nhưng, những cuộc nghiên cứu gần đây trong phạm vi dự án Max Wave sóng cực đại, một dự án khảo sát bề mặt đại dương với sự trợ giúp của hai vệ tinh ERS-1 và ERS-2 thuộc cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, đã ghi nhận được trong vòng 3 tuần xuất hiện trên các đại dương 10 ngọn sóng với chiều cao hơn 25 m. Những phát hiện này đã buộc các nhà khoa học phải có sự nhìn nhận lại về nguyên nhân đắm của những con tàu vận tải biển khổng lồ trong hai thập kỷ trước. Team Top 5 gần đây cũng đã có một dự án nghiên cứu về sóng độc dưới sự trợ giúp của vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng sóng độc được gây ra bởi thần dầu ăn, ý lộn, thần biển Neptune. Bãi đá hình cầu ở Moraki, New Zealand. Những tảng đá hình cầu lớn, một số đo được với chu vi gần 4 m, nằm rải rác trên bãi biển Kokohi, phía đông quần đảo South Island, New Zealand, được hình thành từ hàng triệu năm trước đây dưới đáy biển. Nguồn gốc của những viên ngọc trai khổng lồ này được cho là từ những mỏ trầm tích trên đáy biển và thời gian lắng tụ lại thành những tảng đá cứng. Trải qua hơn 60 triệu năm, những viên đá này dần dần lộ ra trên bờ biển và trở thành một kỳ quan thiên nhiên đặc sắc. Một số tảng đá có những vết nứt lớn trên thân, đa phần còn lại là những khối đá hình cầu nguyên vẹn. Tuy nhiên, cụ thể nguồn gốc của những viên đá này và nguyên nhân gây ra những vết nứt trên đó vẫn còn đang được nghiên cứu. Những đường Naka. Những hình vẽ trên mặt đất ở sa mạc Naka, một sa mạc cằn cỗi rộng 53 dặm, thực sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Chúng gồm những hình vẽ chim ruồi, nhện, khỉ, cá, thằn lằn. Để có thể thấy toàn bộ gần 300 bức vẽ, bạn sẽ phải quan sát từ độ cao 300 m. Những hình biển được khắc trên đất có kích thước như những sân bóng đá vào thời gian trước đế chế Inca và đã tồn tại khoảng 2.000 năm. Ít người biết được lý do tại sao người Naka vẽ những bức tranh lớn về nghệ thuật cắt như thế. Một số người tin rằng chúng đến từ bên ngoài trái đất
Trong khi những người khác cho rằng chúng có thể dẫn đường tới những nguồn nước, nhưng thực hư thế nào đến nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Quái vật hồ Loch Ness. Theo văn hóa dân gian Scotland, một con vật thần bí được gọi là con ngựa nước, nhử những đứa trẻ để dìm xuống nước bằng cách lừa chúng cưỡi lên trước lưng bầy nhầy của nó. Quái vật hồ Loch Ness trở thành một điều kỳ lạ ở Anh khi nó xuất hiện trên một tờ tạp chí năm 1933. Không có bằng chứng hình ảnh về con vật này được ghi nhận. Tất cả những hình ảnh từng được công bố về con quái vật không biết có tồn tại hay không này đều được cho là những trò lừa đảo. Rất có khả năng quái vật hồ Loch Ness chính là con Mosasaurus trong phim công viên kỷ Jura không ai bị sống ra ngoài. Chờ nào ơi. Người ngoài hành tinh. Loài người đã và đang không ngừng tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất. Và trong cùng thời gian ấy, có một vài người lên tiếng tố cáo việc họ đã bị những sinh vật lạ ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng may mắn còn sống sót. Một trong những nạn nhân như vậy là Travis Walton. Ông Walton cho biết, vào một ngày ông đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự và khi tỉnh dậy thấy bản thân ở giữa vòng vây của các sinh vật ngoài hành tinh trên con tàu của họ. Rất nhiều trường hợp được ghi nhận khác tuyên bố đã chạm trán với người ngoài hành tinh, thậm chí có trường hợp bị người ngoài hành tinh bắt cóc và cưỡng hiếp. Khu vực 51 là một địa điểm nằm trên hồ Groom ở phía nam Nevada, được thành lập năm 1955 bởi không quân Hoa Kỳ để phát triển và thử nghiệm các loại máy bay mới, chẳng hạn như U-2 Spy Plane, A-12 Blackbird và F-117 Steel Fighter. Người ta cho rằng nó là một khu vực dùng để nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Một vài hình ảnh được cho là cảnh mổ tử thi người ngoài hành tinh cũng đã bị rò rỉ. Tuy nhiên không ai biết nó là thật hay giả. Và câu chuyện về người ngoài hành tinh bấy lâu nay vẫn như trêu tức các nhà khoa học lẫn những người đam mê khám phá về tính xác thực của nó. Trực giác và hiện tượng déjà vu. Chắc hẳn ai cũng đã có một lần có cảm giác kỳ lạ như nhìn thấy những cảnh tượng của tương lai mà khi chúng ta đã trải qua thời khắc ấy thì mới chợt nhớ ra mình đã từng nhìn thấy điều này trong mơ, hay cảm nhận thấy điểm tốt, xấu. Đó chính là trực giác. Tất nhiên những cảm giác này có thể đúng, cũng có thể sai. Các nhà tâm lý học cho biết con người nhận biết những điều xung quanh qua tiềm thức, từ đó làm cho chúng ta có cảm giác về những thứ mà chính mình không thể thích được tại sao và bằng cách nào mình biết được nó. Nhưng những trường hợp về trực giác rất khó nghiên cứu và chứng minh, trở thành một điều nan giải trong khoa học suốt mấy nghìn năm nay. Trong trực giác có một hiện tượng gọi là déjà vu, một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa là đã nhìn thấy, là một cảm giác xa xăm, bí ẩn và khó tả về những sự kiện hay hình ảnh mà người ta có cảm giác như đã từng chứng kiến hay đã từng nhìn thấy trước đây. Ví dụ như một người phụ nữ bước chân vào một tòa nhà mà trước đấy cô ta chưa từng đến và có cảm giác rằng khung cảnh này quen thuộc một cách kỳ lạ. Một vài người cho rằng hiện tượng déjà vu là những hình ảnh cô sống từ kiếp trước. Tuy nhiên chúng tôi khuyên các bạn không nên mang trực giác hay những hình ảnh déjà vu của mình đi kể với bạn bè, nhất là mấy đứa bạn thân, vì rất có thể bạn sẽ bị cho là hâm hấp, dở hơi, tâm thần. Đường hầm thời gian. Ngày 2 tháng 7 năm 1955, chuyến bay số 914 cất cánh từ New York bay tới Florida đột nhiên mất tích. Lúc đó người ta nhận định rằng có thể máy bay bị rơi xuống biển. Tuy nhiên 35 năm sau, chuyến bay số 914 đột nhiên xuất hiện ở Venezuela. Điều khiến họ ngạc nhiên không thể tin nổi đó là con và những người thân của họ đều đã già hết, nhưng bản thân họ thì vẫn còn trẻ măng. Vậy thực sự có tồn tại đường hầm thời gian không? Liệu có thực sự là chuyến bay 914 đã bay vào đường hầm thời gian và đi đến tương lai? Để tôi đi hỏi Doraemon đã nhé. Linh hồn người chết. Linh hồn của người chết dường như đã in sâu vào văn hóa cũng như các câu chuyện ma quỷ dần dàng như thế giới. Nhiều người đã khẳng định họ đã nhìn thấy những hồn ma, linh hồn người chết và có vô số bức ảnh với những bóng ma bí ẩn. Số câu chuyện liên quan đến ma quỷ đủ nhiều để biến bạn từ một thanh niên cứng trở thành một chú cún run như cầy sấy. Trên thực tế, khoa học bây giờ mới chỉ dừng lại ở mức độ hy vọng một ngày nào đó những linh hồn này sẽ nói chuyện và tiếp xúc với người sống cũng như giải mã được hiện tượng kỳ bí này, chứ không phải là thông qua trung gian là những ông, bà đồng. Dù sao thì đi đêm nhớ chạy thật nhanh và đừng bao giờ quay đầu lại nhà bên trên.
Tam giác quỷ Bermuda. Mới đây, con tàu SS Cotopaxi đã trở về sau 90 năm mất tích, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ mất tích tại tam giác quỷ Bermuda và đa phần đều một đi không trở lại. Những giải thoại về vùng đất chết này từ đó mà hình thành. Tam giác quỷ Bermuda, một địa danh ở biển Atlantic nằm giữa Bermuda, Florida và Puerto Rico, được xem như một tên trộm đánh cắp những chiếc máy bay và tàu thuyền đi qua khu vực này. Nó có tên gọi tam giác quỷ Bermuda sau khi trung sĩ Howell Thompson cùng với 27 phi công hải quân biến mất từ vị trí quỷ quái này trong một tai nạn năm 1945 khi đội 19 của Hải quân Mỹ, bao gồm 5 chiếc máy bay ném ngư lôi TBM Avenger, đã mất tích vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi đang làm nhiệm vụ, khi bay qua vùng tam giác quỷ Bermuda. Lần lượt những chiếc máy bay đó mất liên lạc, tuy nhiên họ đã kịp gửi về các thông điệp cấp cứu yếu ớt. Kết cục, 14 người đã bỏ mạng. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, một máy bay khác chở 13 nhân viên cứu hộ đến tìm kiếm người mất tích. Vì vậy, họ cũng chịu chung số phận với phi đội trên. Phải đến năm 1991, một chiếc tàu trong khi đang tìm kiếm tàu chở vàng Galleon gần vùng biển phía đông bắc Fort Lauderdale đã phát hiện được 5 chiếc máy bay trên. Điều đặc biệt là 4 trong số chúng xếp thành hàng thẳng ở độ sâu 250m, chứ còn lại cách đó 1 hải lý. Và còn rất nhiều vụ mất tích kỳ bí tại tam giác quỷ Bermuda khiến nhiều người cực kỳ e ngại và không dám đi qua địa điểm này. Theo thống kê, đã có hàng trăm con tàu và máy bay, hơn 1.000 người đã phải bỏ mạng ở vùng đất chết này. Và hàng năm, nó vẫn được nhắc tới như là nguyên nhân dẫn đến một số tai nạn tàu thuyền, máy bay lẻ tẻ không thể giải thích được. Rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho sự kỳ quái của tam giác quỷ Bermuda như từ trường, thiên thạch, khí mê tan, thậm chí là lỗ hổng thời gian hay người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, trong số chúng vẫn chưa có bất kỳ lý giải nào nghe bùi tai. Có thể nói tam giác quỷ Bermuda là một trong số những bí ẩn lớn nhất thời hiện đại. Trên đây là danh sách top 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chưa có lời giải, phần 2. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về những bí ẩn trên? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/top5laky. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 5 loài động vật có hình thù kỳ dị thực sự tồn tại. Phần 1. Rắn dương vật Penis Snake. Các nhà khoa học Brazil đã phát hiện được một loài sinh vật mới, giống rắn mù và có hình dáng như dương vật của người. Sinh vật kỳ dị được phát hiện sau khi các kỹ sư tiến hành rút nước một đập thủy điện bắc qua con sông Madeira, nối liền với vùng rừng rậm Amazon ở Rondônia, Brazil. Theo tờ Daily Mail, người ta đã tìm thấy tổng cộng 6 con rắn dương vật, mỗi con dài khoảng 1 mét, dưới đáy lòng sông Madeira. Các nhà sinh vật học khẳng định đây là một loài sinh vật hiếm gặp. Chúng thực ra có họ hàng gần gũi với kỳ nhông và ếch, dù vẻ ngoài trông rất giống rắn. Trước đây, loài sinh vật này từng được bắt gặp lần đầu tiên vào năm 1968. Nhà sinh vật học Julian Chupan, người đã